Ở trận thắng 2-1 trước Brentford, khi Lacazette rời sân, thì đồng nghiệp Pháp đã cởi bằng đội trưởng trao cho Nketiah và cầu thủ người Anh đã tiến đến trao cho Xhaka. Tuy nhiên, tiền vệ người Thụy Sĩ đã từ chối lời đề nghị của đồng đội. Trước thái độ của Granit Xhaka, Nketiah đã trao bằng thủ quân cho Tierney. Ngay lập tức hậu vệ người Scotland nhận lấy rồi tiếp tục thi đấu. Sau trận, Mikel Arteta cho biết, vì Kieran Tierney là người nhận trọng trách này, cậu ấy là người tiếp theo được chỉ định để băng thủ quân nếu như đội trưởng rời sân hoặc không thi đấu. Đó là lý do vì sao Xhaka từ chối. Vì thế Xhaka đã yêu cầu Nketiah trao nó cho Tierney. Chuyện chỉ có vậy mà thôi. Trong ngày Liverpool lội ngược dòng thành công và tiến một bước quan trọng trên bảng xếp hạng, cả Mane và Salah đều cùng nhau đi vào lịch sử Premier League. Theo Opta, tính cả trận đấu mới đây, Mane và Salah có lần thứ 30 cùng ghi bàn cho Liverpool trong cùng một trận đấu tại ngoại hạng Anh. Họ là bộ đôi ghi bàn nhiều nhất cho cùng một trận đấu cho một câu lạc bộ trong lịch sử Premier League. Với Salah, anh còn chạm mốc chẳng 150 bàn thắng cho Liverpool. Cựu tiền đạo của Chelsea và Roma là cầu thủ thứ 10 trong lịch sử Liverpool có được cột mốc này. Tổng cộng Salah đã ghi 25 bàn và có 9 kiến tạo sau 30 trận ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Trung bình cứ 100 phút, tiền đạo người Ai Cập lại có một bàn thắng. Bên cạnh sự tỏa sáng của Harry Kane trước Manchester City, Son Heung-min cũng góp dấu giày với hai kiến tạo. Trong đó, tiền đạo người Hàn Quốc có đường truyền dọn cổ cho Harry Kane, nâng tỷ số lên 2-1. Với bàn thắng này, cặp đôi Son Kane đã đi vào lịch sử Premier League. Theo thống kê, bộ đôi trên đã có 36 lần phối hợp ghi bàn cho Tottenham, ngang bằng với kỷ lục của cặp đôi huyền thoại Chelsea là Drogba và Lampard. Hiện tại, bộ đôi của Tottenham Hotspur hoàn toàn có thể phá kỷ lục này ngay trong mùa giải năm nay. Trong trận hòa của Roma trước Verona, Jose Mourinho đã trở thành tâm điểm khi bị rút quần chỉ đạo phút bù giờ. Khi tỷ số đang là 2-2, Roma đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Trong pha băng vào tranh chấp bóng, Lorenzo Pellegrini đã bị thổi phạt vì phạm lỗi với thủ môn của Verona. Ngay sau đó, Mourinho tỏ vẻ bực bội với quyết định của trọng tài khi cho rằng cầu thủ của mình đã vào bóng đúng luật. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã tiến về phía trọng tài và thực hiện động tác gọi điện thoại bàn tay để cà khịa. Ngay lập tức, trọng tài Luca Pareto đã rút thẻ đỏ dành cho Mourinho. Trước khi di chuyển vào đường hầm, Mourinho đã chạy tới bắt tay người đồng nghiệp Igor Tudor. Sau trận đấu này, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng không đến dự buổi họp báo. Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Alexander Polking lấy tuyển Việt Nam làm động lực để phấn đấu giành quyền tham dự vào chung kết World Cup 2026. Tôi rất có nhiều điều muốn làm với bóng đá Thái Lan và World Cup 2026 là giấc mơ. Chúng tôi cần nhiều trận đấu với những đối thủ mạnh hơn và nó không hề dễ dàng. Vòng loại World Cup 2026 sẽ có rất nhiều đội mạnh. Châu Á sẽ có nhiều suất tham dự hơn với 8 đội. Thái Lan hoàn toàn có thể góp mặt trong số đó. Lấy ví dụ, Việt Nam đã góp mặt ở vòng 12 đội cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên người Brazil cho hay, Siam Sport trích lời của Alexander Polking. Ngay sau chiến thắng 7-0 trước Singapore, U23 Việt Nam đã chịu thêm tổn thất lực lượng khi có 6 ca dương tính với Covid-19 sau khi thực hiện test nhanh, bao gồm một trợ lý và 5 cầu thủ. 3 trong số 5 cầu thủ đó đã ra sân trong cuộc đối đầu với Singapore. 2 cầu thủ còn lại thuộc diện F1 đã tiếp xúc gần với 5 ca dương tính. Trong trận đấu với Singapore, 2 cầu thủ này cùng 2 người đồng đội khác không được đăng ký thi đấu. Họ di chuyển cùng toàn đội đến sân nhưng bị ban tổ chức giải yêu cầu rời đi trước giờ bóng lăn. Như trường hợp dương tính vào sáng ngày 20 tháng 2, tiếp tục được xét nghiệm PCR. Kết quả sẽ có vào sáng ngày 21 tháng 2.